Bây giờ thì chúng ta sẽ nói qua về cái phiên bản 3.4 xem mà nên rôn nhân vật nào nhé. Đầu tiên thì ở phase 1 thì anh em biết rồi ấy, là nó sẽ có Hải Thâm và có Xiao. Là hai cái nhân vật đầu tiên ở phase 1 của 3.4. Thì Hải Thâm này thì anh em biết đấy là đợt gần đây này. Đợt gần đây là nó bị vướng vào một vài những cái lùm xùm liên quan đến lối chơi và liên quan đến sức mạnh, đặc biệt là Hải Sâm, Hải Thâm như thế, là nó bị giảm sức mạnh đi khá là nhiều đúng không? Anh em thấy ở trong một số những cái bản beta mà được điều chỉnh chỉ số ấy, thì con này nó đang bị giảm sức mạnh rất là nhiều này. Nhưng mà với cái việc là ở thời điểm hiện tại ấy, là nó đang không có nhiều cái con dạng như hệ thảo DPS để đứng sân, thì cái con Hải Thâm này nó về đây là tôi thấy là cũng là một sự lựa chọn tốt. Ở hiện tại thì đang chỉ có Nahida là con có khả năng đứng sân hệ thảo rất là tốt nhá, nhưng mà thảo thần thì mình không bàn. Và con thứ hai là con Tích Nari. Con Tích Nari thì mặc dù nó chơi theo kiểu quick swap ấy, nhưng mà cái khả năng gây sát thương của nó rất là tốt. Và cái con Hải Thâm này nó sẽ mang cái thiên hướng giống giống như con Tích Nari, nhưng có điều là nó sẽ đứng ở sân trong khoảng thời gian dài hơi hơn. Bởi vì cái bộ kit của con này nó được thiết kế để DPS đứng sân mà. Thì con này thì tôi đánh giá cũng là một con tốt. Bởi vì hệ thảo hiện tại nó đang không có nhiều. Mà sắp tới ví dụ những cái con như kiểu Yao Yao hay là khả năng cao là con Baiju ấy, thì nó cũng chỉ là những con hỗ trợ mà thôi. Tôi đánh giá là khả năng cao sẽ là như vậy. Nên là nếu như anh em nào mà đang cần một con thảo để đứng sân ấy, thì con Hải Thâm này sẽ là sự lựa chọn tốt này. Mà nếu như mà để mang cái con Hải Thâm này đi so sánh với con Kewing ấy, thì tôi đang đánh giá là con Hải Thâm này sẽ mạnh hơn. Bởi vì là anh em thấy cái com của con Kewing mà anh em chơi hạt ấy, cái con Kewing mà anh em chơi kiểu Quick Bloom ấy, thì con Kewing của anh em nó không build được nhiều tinh thông đúng không? Là nó sẽ phải build tỷ lệ sát thương để nó vừa có đam, và ngoài ra thì trong cái quá trình build chỉ số thì lấy thêm tinh thông vào để nổ thêm sát thương quả hạt. Nhưng mà cái con này này, cái con Hải Thâm này anh em đi với com hạt ấy, thì con này anh em không bị focus nhiều vào chỉ số tinh thông. Bởi vì lúc này cái nổ hạt của nó là nổ hạt của con lôi. Ví dụ như là anh em đi cùng với con Cookie chẳng hạn ấy, thì con đấy nó sẽ là con nổ hạt cơ. Thì con đấy nó mới build tinh thông. Còn con này thì nó lại không cần phải build tinh thông nữa. Kiểu có thì tốt, mà còn lại thì mình vẫn build tỷ lệ sát thương. Mà anh em thấy là ở trong cái channel của ngày hôm qua ấy, hôm qua ông nào xem cái buổi live của 3.4 không, thì cái lúc mà MiYoYo lấy cái con Hải Thâm ấy là cũng sử dụng cái com hạt luôn. Sử dụng cái com với lại thủy với lại lôi để chơi com hạt luôn ấy. Thì khả năng cao là con Hải Thâm sẽ chơi theo cái form như vậy là tối ưu. Thế còn ngoài ra thì về sức mạnh thì tất nhiên là nó cũng bị giảm đi kha khá sau cái đợt beta. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái phản ứng như kiểu lan tràn ấy, thì sát thương con này nó vẫn mạnh. Chỉ có điều là nếu như mà nó bị giảm sức mạnh đi ấy, thì phần nào đấy nó sẽ bị phụ thuộc vào việc là anh em có lẽ là sẽ phải lấy chấn. Bởi vì con này thì nó đột phá, nó không phải là đột phá tỷ lệ sát thương, mà nó là con đột phá sát thương nguyên tố thảo. Nên là cũng hơi bị cân nhắc một chút. Nhưng mà cá nhân tôi thấy là con này cũng là một con đáng lấy. Và sắp tới ở 3.4 thì là tôi lấy con này. Ở bên server ACA thì cái này thì anh em biết rồi đúng không? Thế có gì nếu mà anh em nào còn đang phân vân thì có thể là cứ đợi đợi xem là test trước như nào. Vũ khí 4 sao nó có ổn hay không? Đấy, và lượng sát thương của nó như thế nào, xong rồi anh em quyết định sau cũng được. Cái này thì thoải mái bởi vì ban đầu phase 1 thì anh em có 20 ngày cơ mà. 21 ngày anh em thoải mái thôi. Con thứ hai mà ở trong cái con thứ hai ở trong cái đợt 3.4 đầu tiên là con Xiao. Thì con Xiao này thì anh em biết rồi ấy, là cái bộ thánh di vật hay cái vũ khí ấy, thì đến bây giờ thì nó không có nhiều sự thay đổi. Có chăng thì có cái bộ mới của con kẻ lang thang ấy, thì thực ra con Xiao này dùng nó cũng như vậy thôi, nó cũng không có tăng sức mạnh lên thêm. Nếu như mà mang đi so sánh với bộ thần xa thì nó cũng vậy, chẳng khác gì. Nhưng mà cái mà đang làm cho con Xiao này mạnh lên ấy, đó là con Pharuzan. Con Pharuzan là cái con mà anh em biết đấy, nó búp gần như là thuần cho bọn hệ phong rồi. Nên là những cái con như Xiao này, rồi kẻ lang thang này, rồi một số những con phong khác ấy, nó được hưởng rất rất là nhiều sát thương luôn ấy. Và anh em thấy là cái đợt lao hoàn đợt này, lao hoàn đợt trước là con Xiao này vào nhảy sát thương thì ối rồi ôi. Đấy. Nhưng mà cái con Xiao này nó bị vướng vào một cái là ở banner trước mặc dù là có Pharuzan đúng không? Nhưng mà không phải là anh em nào cũng sở hữu được con Pharuzan đấy. Là một. Thứ hai là Pharuzan nếu như anh em không đẩy được cung mệnh cao của con Pharuzan ấy,
thì build cái con Pharozan lên nó rất là mệt. Nó rất là mệt với con Xiao này. Thành ra là mặc dù Xiao nó có được tăng sức mạnh đấy, nhưng thứ nhất nó bị phụ thuộc là một này, và thứ hai là bản thân cái con support đấy ấy, build lên nó cũng mệt nữa. Nó cũng khổ. Sát thương con này thì nó vẫn thuộc dạng ok, nhưng mà nếu mà nói là để bảo là cái thời điểm hiện tại để anh em roll Xiao thì chắc chỉ là anh em thích cái nhân vật này thì anh em mới roll thôi. Chứ còn để mà nhiều ông nhá, ví dụ như là có cái con Pharozan ở tầm cung mệnh 6 ấy, thì hầu như là những ông đấy đều có sở hữu cho mình kẻ lang thang rồi, thì chưa chắc là đắc phải cần thêm con Xiao nữa. Bởi vì kiểu phong và DPS chỉ cần một con thôi, cũng không cần phải lấy nhiều làm gì cả. Chỉ có anh em nào thích trải nghiệm, thích sưu tập nhân vật thì lấy thêm con Xiao thì thôi. Chứ còn hiện tại thì để mà anh em chủ động roll Xiao thì chắc là hơi khó. Hơi khó. Bây giờ thì đến cái phase thứ hai. Phase 2 là cái phase mà có lẽ là anh em cũng hỏi tôi rất là nhiều này. Trên buổi livestream là anh em hỏi tôi ối giời ơi luôn này, là hai con này. Bây giờ là giữa cái câu chuyện là Hu Tao và Zelan thì nên chọn ai? Đây là câu hỏi khó này. Bởi vì hai con này ấy, nếu như anh em nhìn vào cái lĩnh vực mà hai con này nó đang thống trị ấy, thì nó đều rất là khỏe đúng không? Ví dụ bây giờ bảo DPS hệ hỏa. Bây giờ nếu như nói con Hu Tao này ở số 2 thì thực sự là đang chưa tìm được con số 1. Đúng không? Với cái dạng DPS hệ hỏa như này thì con Hu Tao đang thuộc dạng mạnh nhất rồi, tôi không biết sau này như thế nào. Nhưng hiện tại thì con này đang mạnh nhất. Tương tự với Zelan bây giờ đang nói về dạng sub DPS, búp đam. Thì nếu như bây giờ nói Zelan số 2 thì cũng rất khó để tìm được con số 1. Đúng không? Nên là bảo là để nói được là lấy hai con này ấy, thì bình thường anh em hỏi tôi bảo là nếu như có điều kiện thì anh em nên luôn cả hai đúng không? Bởi vì cả hai con nó đều mạnh. Nhưng mà nếu như bây giờ để gọi là anh em không có nhiều điều kiện, anh em chỉ lấy một trong hai và phải đặt hai con này lên bàn cân để so sánh ấy, thì tôi nghĩ là anh em nên lấy con Zelan. Tôi nghĩ là anh em nên lấy con Zelan. Không phải là bởi vì sát thương con Zelan mạnh hơn con Hu Tao, mà bởi vì cái phạm vi sử dụng của con Zelan nó lớn hơn. Đặc biệt là với những ông dạng như là newbie, những ông không có quá nhiều nhân vật, những ông không có quá nhiều đội hình, thì lúc này con Zelan nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Bởi vì anh em biết con Zelan rồi đúng không? Nó đi được với đại đa số các team. Từ những cái team dễ build, ví dụ như là hai thủy hay ba thủy, hay là những cái team như là team lôi thần quốc dân cũng đều đi được. Hay thậm chí những cái com khó, ví dụ như là nham, là những cái com mà không có phản ứng, là con Zelan này cũng đi được. Hay là bọn phong, là những cái bọn khuếch tán thì nó không có quá nhiều giá trị về mặt sát thương, nhưng cũng đi được luôn. Là con Zelan này đều có thể là khớp với lại các cái đội hình đấy, nên phạm vi sử dụng con này tốt hơn so với lại con Hu Tao. Mà nếu như bây giờ anh em nghĩ là con Hu Tao này đúng không, anh em hay nói là hiện tại con Hu Tao này, cái com mạnh của con Hu Tao sẽ là Sinh Quy Zelan đúng không, hoặc là Zelan Mona là cái com mà anh em mang đi núp, thì anh em biết là trong cái hai cái com đấy nó đều có sự xuất hiện của con này, nó đều có sự xuất hiện của con Zelan ấy. Tức là gì, thậm chí bản thân con Hu Tao này nhá, muốn mạnh hơn ấy, thì anh em cũng nên có con này. Thì đấy lại là một vấn đề để chúng ta cân nhắc được là Ron Zelan hơn là Ron Hu Tao. Đấy. Ví dụ như này nhá, con Zelan đúng không? Anh em không có Hu Tao đi, anh em vẫn còn rất nhiều những con mạnh để anh em có thể đi. Đúng không? Nhưng mà Hu Tao ấy, nếu như anh em muốn gọi là để tối ưu cái sức mạnh của nhân vật này, thì anh em nên có con Zelan. Thì đấy nó mới là cái vấn đề khi mà đặt bàn cân lên so sánh ấy, thì nên lựa chọn con nào. Cho nên là nếu như anh em hỏi tôi là nên lựa chọn con nào ở trong hai con này, thì tôi sẽ ưu tiên anh em là lựa chọn con Zelan trước. Sau đó là còn thừa nguyên thạch thì anh em có thể roll Hu Tao để cầu may. Nếu mà hên xui thì nó có thể ra sớm. Thì đấy là với cái banner này. Thứ tự 4 cái con 5 sao ở trong cái banner này ấy, nếu như mà để tôi đưa ra lời khuyên cho anh em về thứ tự roll, thì chắc nó sẽ là Zelan 1, Hu Tao 2, Hải Thâm 3 và Xiao 4. Con Hải Thâm này thực ra là để ở cái vị trí thứ 3 nhé, nó cũng không hoàn toàn chính xác lắm. Nhưng mà bởi vì con này do nó là nhân vật mới nên nó phải cần có một khoảng thời gian ban đầu để kiểm tra sức mạnh đã, xem mà tình hình nó như nào, có phụ thuộc vào trấn hay không, có phụ thuộc vào cung mệnh hay không.
đấy, nó đánh như nào. Nên là con này là một ẩn số, cần phải đợi. Nhưng mà con Xiao thì chắc là phải đi xuống cuối. Con Xiao này chắc phải đứng cuối thôi. Tại vì Dam thì ổn, nhưng mà do nó cạnh tranh với lại những cái nhân vật nó mạnh quá, nó không không đủ sức để cạnh tranh. Nhưng mà Xiao này một con tốt đấy nhá. Tại vì con này bản chất ấy là anh em thường hay sở hữu được cái hỏa phát diên, là cái hàng thương lịch rết ấy. Thì nếu như em có Xiao phát là anh em có chấn sử dụng luôn, có cái hỏa phát diên luôn, nên là cũng ngon. Hoặc là đơn giản là anh em muốn roll để lấy con Yao Yao ở trong cái đợt trong cái đợt phết 1 thì cũng là một sự lựa chọn ổn đó. Đấy, thì đấy là về cái banner của 3.4. Thế thì tiện đây thì tôi cũng giải đáp cho anh em một số cái thắc mắc mà các ông cũng hỏi tôi khá là nhiều ấy. Đầu tiên là với con Hu Tao và Zelan thì lựa chọn con nào? Hai con này thì tôi cũng vừa bảo vừa nãy rồi ấy, thì Zelan trước, sau là Hu Tao sau. Đấy là nếu như trong trường hợp anh em chưa có một con nào trong hai con này ấy, thì nên ưu tiên thứ tự như này trước. Đấy, Zelan sau là Hu Tao. Đấy, câu hỏi thứ hai mà anh em hỏi tôi rất là nhiều ấy, đó là con Hu Tao này này, lấy C1 hay là lấy danh 1? Mẹ, cái câu hỏi này tôi gặp nhiều đéo chịu được. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi gặp từ rất lâu, từ thậm chí từ những cái đợt rerun trước cho tới cái thời điểm này vẫn có những người anh em hỏi là lấy C1 hay lấy danh 1 cho con này. Thì con Hu Tao ấy, nếu như mà anh em mà muốn bản thân con Hu Tao này mạnh, được chưa, thì anh em nên ưu tiên C1 trước. Tại vì C1 nó giải quyết cho anh em về vấn đề thể lực cực kỳ nhiều luôn, được chưa. Và giải quyết được vấn đề thể lực thì đồng nghĩa việc là giải quyết được vấn đề sát thương. Nó sẽ đẩy cái sát thương của con Hu Tao này lên khá là cao, bởi vì anh em sẽ trọng kích được nhiều lần hơn, bốc hơi được nhiều lần hơn, và tổng lượng đam nó sẽ cao hơn. Nhưng mà trong cái điều kiện là ví dụ trong đội hình của anh em có nhiều con sử dụng thương, ví dụ như là Hu Tao, Zhongli, Xiao, hay là một số những con khác có thể như kiểu Rosa chẳng hạn, hay là thậm chí là Lôi Thần Sino gì đấy, thì nếu như trong điều kiện là anh em đang không có nhiều sự lựa chọn về mặt vũ khí, thì anh em có thể lựa chọn cây hộ ma, để ví dụ thỉnh thoảng anh em đẩy cho con này một chút, đẩy cho con kia một chút, được không? Và cái hộ ma ấy, nó đang đi trong cái banner ngon là đi cùng với nhược thủy. Anh em biết là hai con này đi với nhau mà. Thì cái hộ ma với cái nhược thủy ấy, nó lại là hai cái dòng vũ khí cực kỳ ngon. Mà anh em roll vũ khí ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ không bị gọi là lãng phí nguyên thạch. Bởi vì anh em ra cái gì anh em cũng dùng được. Phạm vi sử dụng của hai cái thương với cái cung này là rất lớn, nên là ok. Thì đấy là về cái sự lựa chọn của con Hu Tao này ở tầm C1 hay là danh 1. Thấy chưa? Muốn Hu Tao mạnh thì nên ưu tiên C1. Còn chấn thì nó sẽ tùy vào trường hợp, là anh em một là có thích roll vũ khí hay không, hai là cái cung anh em có dùng được không, và ba là trong đội hình của anh em có nhiều con dùng thương hay không. Đấy là câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi nữa mà các ông cũng hỏi tôi khá là nhiều về con Zelan này, đó là con Zelan này là C1 hay là danh 1? Tức là tương tự như con Hu Tao này là C1 hay danh 1. Thì cái con Zelan này thường thì cái cung mệnh 1 và cái chấn ấy thường nó sẽ hay đi với nhau. Bởi vì hai cái này nó bù trừ cái điểm yếu cho nhau. Nếu như công có C1 thì công sẽ giải quyết được vấn đề nạp. Công có danh 1 thì công sẽ giải quyết được vấn đề sát thương. Nên là công sẽ gần như là hai cái nó sẽ bù trừ nhau, đúng không? Nhưng mà trong cái điều kiện mà công chỉ được chọn một trong hai thôi ấy, thì tôi nghĩ là ở banner này công nên lấy danh 1. Banner này công nên lấy danh 1. Thứ nhất là cái banner vũ khí đợt này nó ngon. Phải nói là hộ ma và nhược thủy thì thôi, combo hủy diệt banner rồi. Nên là công roll banner vũ khí là ra cái gì công cũng hút, trừ khi là công ra phong hương kiếm giống như tôi thôi, thì lúc đấy công mới toang. Chứ còn thực ra một trong hai thì cái nào cũng ngon. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là con Zelan này á, hiện tại trong một số những con mạnh mà công sử dụng với Zelan ấy, thường công sẽ đi kẹp với Sinh Quill, hoặc là thường các ông sẽ đi cùng với ba thủy, ví dụ như team của Ayato ấy, công thấy ấy, Ayato, Sinh Quill, Zelan ấy, tức là có ba thủy luôn, hoặc là hai thủy ấy, thì cái con Sinh Quill ấy nó sẽ giải quyết cho công một cái phần về vấn đề nạp rồi. Sinh Quill tên lễ 5, đúng không, là hoặc là Tây Phong, công có thể sạc phụ cho con Zelan này, khiến cho con Zelan này có thể không cần phải C1 nữa. Thì lúc này cái danh 1 nó sẽ là sự lựa chọn tốt hơn về mặt sát thương. Đấy, nên là cái câu hỏi là công lựa chọn ở đây ấy là C1 hay danh 1, thì tôi nghĩ là ở banner này thì công nên lấy danh 1. Còn thừa thì công có thể là lấy C1 sau. Được chưa? Đấy là với cái câu hỏi thứ hai. Thế còn cái câu hỏi thứ ba mà công cũng hỏi tôi, đó là con Hu Tao này nên lấy C1 hay là lấy danh 1?
hay là con Zeylan để lấy C1, tức là có thể là công có Hu Tao có Zeylan rồi. Thì công đang muốn lựa chọn giữa cung mệnh của con nào? Thì tôi nghĩ là chắc là nên lựa chọn cung mệnh của con Hu Tao trước. Nếu như chỉ dừng lại ở C1 thì lựa chọn là con Hu Tao trước, là lấy C1 Hu Tao này, xong rồi sau này thì ông có thể đẩy vào cung mệnh của con Zeylan. Bởi vì Hu Tao là thực sự cái C1 của nó rất là ngon, nó rất là mạnh. Và nó là một cái cung mệnh có thể coi như là cần thiết ấy. Tôi không biết là sau này Mio sẽ thiết kế cái con quái như thế nào. Ví dụ Mio thiết kế con quái nó có gì, cái moveset của nó ấy, cái di chuyển của con quái ấy, nó có nhiều hay không, nó có chạy nhảy hay không. Nhưng mà nếu như mà nó chạy nhảy nhiều ấy thì cái C1 của con Hu Tao này sẽ rất là có lợi này. Công sẽ đuổi quái dễ dàng hơn, công xung kích dễ dàng hơn, né chiêu dễ dàng hơn, mà thể lực công vẫn vẫn có thể gọi là duy trì được. Thì lúc này mới nên lấy cái C1 của con Hu Tao này. Đó. Thế còn ngoài ra thì có một số những câu hỏi khác mà anh em cũng hỏi tôi là con Zeylan này này, về vũ khí của con này. Về vũ khí của Zeylan thì 5 sao hàng hỗ trợ tốt nhất thì anh em nên lựa chọn đó là cái thở dài. Thở dài là cái ngon nhất về hỗ trợ nhé. Bởi vì thở dài thì trong các con của con Zeylan này thường thì nó sẽ đi cùng với những con tận dụng chỉ số tấn công và tinh thông nhiều, như là Hu Tao này là anh em tận dụng chỉ số tinh thông này, hay một số con anh em dùng tấn công như là con Ayato chẳng hạn ấy, thì con Zeylan này dùng thở dài nó rất là ngon. Đi cùng với con nào nó cũng khít luôn. Đấy, đi với lôi thần thì cũng dùng được cái tấn công, tinh thông thì cũng tận dụng được một chút. Tức là dùng được nhiều. Đấy là dòng 5 sao về hỗ trợ đam. Thế còn 5 sao mà về sát thương thì ngoài trấn ra thì công có thể sử dụng như là cực đông, cũng là một cái hàng tốt bởi vì nó cho công tỷ lệ, hoặc là bất quá thì công có thể sử dụng sấm sét, nhưng mà sấm sét thì tôi nghĩ là chắc cũng ít anh em sử dụng, hoặc là công sử dụng cánh. Cánh cũng là một cái hàng sử dụng tốt nhá, bởi vì cánh nó cho công vừa tỷ lệ và vừa sát thương. Mặc dù cái tấn công thì công không tận dụng được, nhưng mà cái tỷ lệ sát thương nó sẽ là hai cái chỉ số mà rất cần thiết cho con Zeylan này, nên là công sẽ sử dụng được cả cái cánh nữa. 4 sao thì đang có, tôi thấy là trong hiện tại với con Zeylan này đang có 4 sự lựa chọn của 4 sao là sử dụng tốt. Tây Phong và Tế Lễ là một đôi. Tuyệt Huyền và Lạc Hà là một đôi. Trong đấy thì cái Tuyệt Huyền và Lạc Hà thì nó sẽ chơi theo thiên hướng về mặt sát thương. Chơi theo hướng về mặt sát thương, nhưng mà cái Lạc Hà thì nó cho anh em một chút nạp. Và bản thân cái Lạc Hà lại là một cung F2P, nên là tôi nghĩ là nhiều anh em sẽ sở hữu được cả cái cung đấy. Thế còn Tuyệt Huyền thì nó sẽ thiên về sát thương nhiều hơn, bởi vì nó cho em cái chỉ số tinh thông và sát thương kỹ năng nguyên tố, kỹ năng nộ. Thì cái này thì tùy vào lựa chọn của anh em. Thế còn hai cái dòng nạp bao gồm giữa Tế Lễ và Tây Phong thì trong cái hàng này thì tôi đánh nghiêng về cái Tây Phong nhiều hơn, bởi vì cái ánh trăng mô un nhá. Ánh trăng mô un tại sao lại không có ở trong đây? Ánh trăng mô un thì nó sẽ gia tăng cho em sát thương kỹ năng nộ khá là nhiều, nhưng thứ nhất là nó phụ thuộc vào team. Team của anh em phải có một cái lượng năng lượng của cái nộ ấy nó cao cao một chút, thì lúc này thì con Zeylan của em mới được hưởng cái sát thương nộ nhiều. Thứ hai là cái tinh luyện ấy, cái tinh luyện anh em sẽ cần phải tinh luyện cao từ cái ánh trăng mô un, đúng không? Bởi vì chứ ví dụ tinh luyện một thì anh em chẳng dùng để làm gì cả, mà tinh luyện cao thì liệu có ông nào đầu tư không? Bởi vì cái ánh trăng mô un là cái hàng có thể coi như là hàng limited, đúng không? Nên là công kiếm được chưa chắc đã kiếm được tinh luyện cao, có thể công chỉ dừng lại ở tinh luyện 1 hay tinh luyện 2 ấy, thì nó cũng không đáng. Và cái cuối cùng là cái hàng ánh trăng mô un là hàng tăng tấn công. Tấn công thì con Zeylan chẳng hưởng được cái gì cả, đúng không? Chẳng hưởng được cái gì từ cái tấn công, cho nên là sử dụng ở đây thì nó phạm vi nó khá là hạn chế. Nên là chúng ta sẽ xoay về các cái dòng như kiểu là Tây Phong hay là Tế Lễ thì nó sẽ ngon hơn. Thế còn về Tây Phong và Tế Lễ thì tôi sẽ nghiêng về Tây Phong nhiều hơn, bởi vì bản chất Tây Phong là nó sẽ sạc được cho cả đồng đội. Thế còn Tế Lễ thì mặc dù là con Zeylan này nó e được 2 lần, nhưng mà nó sẽ bị vướng một cái là thứ nhất là nó sẽ chiếm cái thời gian ở trên sân của con Zeylan này. Thứ hai là bản thân Tế Lễ và Tây Phong thực ra cái khả năng nạp của nó là xem nhau. Có chăng thì Tế Lễ nó sẽ thêm một lần e là thêm một lần sát thương, nhưng mà tại vì nó chiếm thêm một ít thời gian ở trên sân ấy, nên nó cảm giác nó không đáng. Nó không đáng như là cái Tây Phong. Chưa kể là Tây Phong thì công sẽ xài được cho những cái con nhân vật mà nó không phải là nguyên tố thủy. Ví dụ như là trong cái con của Hu Tao chẳng hạn, đúng không? Công còn muốn Zeylan Tây Phong ấy thì công có thể xài được cho cả con Hu Tao luôn, từ cái hạt tinh cầu hạt nhân ấy thì công xài được luôn. Nên là tôi nghiêng về cái Tây Phong là nhiều so với lại Tế Lễ ở trong cái dàn đấy.
Vậy thôi, thì đấy là về dòng vũ khí của con Zeland này. Thế còn các cái dòng 3 sao thì tôi không đánh giá cao. Ngoài ra thì những cái 4 sao khác thì tôi nghĩ là nó cũng có thể là dùng được, nhưng mà ưu tiên những cái kia hơn, bởi vì trong đấy nó đã có hàng F2P cho các ông rồi, là cái Lạc Hà ấy. Nó là hàng F2P rồi. Nên là các ông sử dụng thoải mái. Thế còn con Hu Tao này thì về vũ khí. Vũ khí thì anh em cũng hỏi một số ít liên quan đến vũ khí, nhưng mà cũng không nhiều như con Zeland. 5 sao chắc chắn là hộ ma rồi. Nhưng mà có một số cái câu mà anh em hỏi tôi đợt này, đó là có cái chấn của con Sino ấy, cái quyền trượng cắt đỏ ấy, thì con Hu Tao dùng được không? Thì câu trả lời ở đây là dùng được. Thậm chí là công có thể dùng tốt. Nha, công có thể dùng tốt, bởi vì quyền trượng ấy, cắt đỏ ấy, nó cho công rất nhiều tỷ lệ. Thì lúc này thánh nhân vật công chỉ đẩy hết vào tinh thông, sát thương và HP phần trăm. Vậy thôi. Tức là cái tỷ lệ công có thể là cần nhưng không nhiều lắm. Bởi vì cái chấn kia nó cho công, chấn con Sino cho công tận 44% tỷ lệ cơ, nó nhiều lắm. Nên là cầm cái đấy cũng rất là tốt nhá. Nó rất là ngon nhá. Ngoài ra thì hỏa phát diên cũng là hàng dùng được. Hỏa phát diên cũng là dùng tốt, bởi vì nó cho công thêm cái tỷ lệ. Nhưng mà thứ nhất là cái tỷ lệ nó cho không nhiều lắm, nó cho có 22% thôi, là một. Đấy, thứ hai là cái chỉ số tấn công thì anh em biết con Hu Tao nó không tận dụng được nhiều. Nhưng mà cơ bản là nếu như anh em không có những cái thương ngon hơn ấy thì cứ dùng cái hỏa phát diên cũng được. Thì nói chung là nó cũng là hàng lệch rết ấy. Thế thôi. Thế còn ngoài ra thì cái thương như kiểu xương sống ấy thì không nên cầm nhá. Xương sống thì không nên cầm. Thì đấy là dòng thương 5 sao, 4 sao của nhà Hu Tao ấy. Thì anh em hay quen thuộc với cái bộ môn thương rồng nhiều hơn đúng không? Thương rồng hắc nham và quyết chiến là anh em quen thuộc với lại các cái dòng đấy nhiều. Nhưng mà nhá, con Hu Tao này ấy, nếu như anh em có một cái đội hình, gọi là đội hình mạnh cho con Hu Tao ở thời điểm hiện tại đi, như là Sinquil, Zeland và Zhongli đúng không? Thường anh em sử dụng cái com đấy. Thì có một cái cây thương mà anh em nên sử dụng cho con Hu Tao này nếu có, đó là cái thương thiên nham ấy. Cái thương thiên nham ấy là cái thương mạnh, gần như là mạnh nhất cho con Hu Tao ở cái thời điểm là công đi với cái con mà tôi vừa bảo ấy, Sinquil, Zeland, Zhongli ấy. Cái thương đấy nó cho công rất nhiều tỷ lệ. Với cái team 4 Liyue là một. Và thứ hai là cái chỉ số tấn công của cái thương đấy ấy, nó cũng đồng thời gia tăng trên sát thương cho con Hu Tao, bởi vì Hu Tao nó vẫn chơi theo chỉ số tấn công. Nên công cầm cái thương đấy ấy, mạnh lắm. Nhưng mà có điều cái thương đấy thì thương đấy thì một là công phải lấy ở trong cái banner limited thương thiên nham mà. Và thứ hai là trong đội hình của anh em là có lẽ là sẽ phải ôm lấy những con Liyue. Còn nếu như không ôm được những con đấy thì nó sẽ bị đuối. Đó. Nhưng mà com Hu Tao com chuẩn thì thường công sẽ hướng tới đó là Sinquil, Zeland và Zhongli mà. Đúng không? Com công hướng tới là com đấy là chuẩn. Thì cầm thương thiên nham nó rất là mạnh. Tăng nhiều lắm á. Nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì ở tinh luyện 5 nhá, là công tăng 7% tỷ lệ với một con Liyue. Mà trong team công có 4 con là công được tăng 28% rồi. Là tính ra là nó tăng nhiều hơn cả cái hỏa phát diên luôn rồi. Hỏa phát diên có 22%. Chưa kể là nó còn gia tăng cho công thêm chỉ số tấn công nữa. Đấy. Gia tăng thêm chỉ số tấn công, tức là công được hưởng thêm cả tỷ lệ cả tấn công luôn. Đấy. Nên là cái đấy là ok nhá. Còn các dòng 3 sao thì hiện tại của con Hu Tao thì tôi thấy nó có hai cái các ông dùng được. Một là cái thương HP ấy, cái thương mà con Zhongli hay dùng ấy, tôi không nhớ chính xác cái tên ấy, Hắc Anh Thương hay cái gì đấy. HP thì con Hu Tao nó dùng được. Đấy, nhưng mà cái việc cân tỷ lệ sát thương thì có lẽ nó sẽ hơi khổ một chút. Và thương thứ hai là cái thương gì mà cũng của bên Liyue ấy, cái thương mà nó tăng tỷ lệ ấy, tăng 20-mấy% tỷ lệ ấy, và nó tăng sát thương của nó đánh thường. Tôi không nhớ cái tên của cái thương ấy lắm. Thì đấy là cái dòng 3 sao mà công có thể hướng tới. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc thời điểm hiện tại thì ngoại trừ những ông nào mà mới lập nick ra thôi ấy, thì những anh em mà chơi ở một khoảng thời gian trước đấy rồi thì chắc là đều cầm cho mình chắc được cây thương rồng chứ, đúng không? Yeah. Bất quá thì cũng thương rồng ở tinh luyện 1 hay tinh luyện 2 cũng không nhất thiết là phải đẩy xuống các cái dòng 3 sao đâu. Hàng thương rồng cũng là hàng dùng tốt cho con Hu Tao rồi mà. Mà nhiều anh em có thể là sử dụng tinh huy để đổi như kiểu hắc nham ở trong cửa hàng rèn ấy, thì nhầm cửa hàng tinh huy ấy, thì nó cũng ngon kiểu vậy ấy. Đấy là về cái liên quan đến con Hu Tao và Zeland nhé.
Dòng danh một yếu lắm à? Dòng danh một nhưng mà cái cơ hội mà để các ông lấy cái dòng tinh luyện cao ấy nó nhiều. Tôi thấy thương dòng các ông roll cứ một má thương dòng à. Đúng không? Đấy, thì đấy là về cái ban đầu của ngày hôm nay. À nhầm, ban đầu của 3.4 là Hải Thâm, Xiao, Hu Tao, Giai Lan. Đấy nhá, đấy là tất cả về sự lựa chọn ở trong cái phiên bản sắp tới. À, theo như ý kiến của tôi cũng như là một số những cái thắc mắc mà anh em cũng hay hỏi ấy, về hai mấy cái con này thì đều trả lời hết ấy. Tôi nghĩ là chắc Xiao chắc anh em cũng không hỏi gì đâu đúng không? Con này chắc anh em cũng chẳng lấy, không lấy thì hỏi làm gì. Con Hải Thâm thì tôi nghĩ là chắc là hàng 4 sao thì có cái cây dù ấy. Cây dù chắc là hàng anh dùng tốt. Nếu như anh em nào người chơi F2P không có sở hữu trấn hay không sở hữu bàn nham các thứ ấy thì chắc là cầm cây dù, đúng không? Đấy, cho nó mạnh. Nói sơ về Yao Yao hả? Yao Yao thì được giới thiệu là một con có khả năng hồi máu thôi. Thực ra thì tôi cũng không để ý quá nhiều về con Yao Yao này. Nhưng mà do cái con này nó có cái khả năng là khả năng trị liệu đến từ các cái nhân vật hệ thảo ấy. Hệ thảo thì hiện tại nó đang không có con có khả năng trị liệu. Nên là nếu như anh em sở hữu được con Yao Yao này thì trong đội hình ấy, một số những con như là Thủy hay là một số những con như là Thủy hay là một số những con như kiểu Lôi ấy, anh em sẽ không cần phải ưu tiên những cái slot khả năng hồi máu nữa. Lúc này anh em có thể mang đến những cái slot đam nó mạnh hơn. Ví dụ như là anh em chơi cái com như kiểu Lilu chẳng hạn. Đấy, thì ví dụ bình thường anh em hay sử dụng như kiểu Baccarat hay Kokumi đúng không? Nhưng mà bây giờ thì trong trường hợp là anh em không có các cái dàn nhân vật đấy hoặc không build cái nhân vật đấy, anh em đưa con Yao Yao thay cho con Mên Thảo vào ấy thì cái slot thủy anh em có thể đưa một con thủy đam vào cũng được. Đấy, kiểu kiểu như vậy. À, nói chung là nó cũng là một nhân vật hệ thảo mà tôi nghĩ là có tiềm năng để sử dụng đấy nhé. Có tiềm năng để sử dụng. Đặc biệt là những ông nào mà chơi xoay quanh các cái com thảo như kiểu hạt hay là kiểu các com sung xuê hay là các com như Hyper Bloom ấy thì hoặc thậm chí là bung tỏa nữa thì sở hữu Yao Yao là nó cũng tốt. Đấy. Con Yao Yao là hỗ trợ burn à. Thì đấy thì có thể là sau này nó sẽ là còn hỗ trợ cho cả cái con đề ha nữa ấy. Tôi nghe nói là ở 3.5 ấy là có khả năng là con đề ha ấy, thì con đấy nó chơi theo kiểu là thiêu đốt thậm chí có thể là bung tỏa gì đấy tôi không rõ lắm. Nhưng mà đấy có thể build. Con này thì thực ra là tôi đang rất muốn thử cái con Yao Yao này chơi vật lý ấy. Bởi vì tôi thấy cái animation của nó khá là cute ấy, nhưng mà tôi không biết là nó có hiệu quả hay không. Trông có mùi cút lắm nhưng mà nói chung là nó là một cái để công có thể thử. Đùa vậy thôi chứ chắc là con này chẳng ai chơi vật lý đâu.